trân trọng kính mời chú rể Minh Hiếu, Sĩ Dâu, Lê Huyền, các bạn sẽ tay đan tay vai sánh vai vào trong nhà để thắp hương tổ tiên. Trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời. Đúng là cây gốc mới sinh cành sinh cỏ, nước có nguồn mới biển cả sông sâu. Và trân trọng kính mời họ nhà trai, chị trọng kính mời những ái của chúng ta cùng dạo bước chân hân hoan trở về hôn trực cưới rất hoành tráng ngày hôm nay để dự chương trình dự định trực tiếp lễ hội vào ngọc chú rể Minh Hiếu, Sĩ Dâu, Lê Huyền của chúng tôi. Trân trọng kính mời bác triều đoàn ngày nay chúng ta cùng trở về sân khấu với hai người con thân yêu của mình.